Cùng thầy Nhật dạy văn, mở bài nâng cao, tác phẩm sóng, ngữ văn lớp 12. Nói như tiến sĩ, nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn. Có lẽ thế, thơ Xuân Quỳnh là thơ của một cánh chuồn bay tìm chỗ nương thân trong nắng nôi giông bão của cuộc đời. Cánh chuồn bé bỏng, mong manh ấy bay ra từ những ẩn ức của một đứa trẻ côi cút, chơ vơ giữa cõi trần ai đầy bất trắc, trôi nổi vô định này. Nó quá nhạy cảm với bão tố, mang tin bão về để rồi chẳng tìm đâu ra một chốn nương náu chở che. Thơ của Xuân Quỳnh rất giàu tình cảm và sự tinh tế, kèm theo đó là những bài học về triết lý vô cùng ý nghĩa. Mỗi một tác phẩm sẽ xuất hiện rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, khi hạnh phúc đắm say, có lúc lại đau khổ suy tư. Bài thơ Sóng được sáng tác vào năm 1967, đó là những năm tháng dân tộc ta bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, là khi thanh niên trai gái ào ào ra chân. Cho nên đặt bài thơ trong hoàn cảnh ấy mới thấy rõ được nỗi khát khao của người con gái trong tình yêu. Sóng được viết trong một chuyến đi thực tế đến vùng biển Diêm Điền, Thái Bình. Đứng trước bờ biển rộng mênh mông, rộng lớn với những con sóng ào ạt xô bờ, trong lòng chị gợi lên nhiều những suy tư trăn trở cảm xúc, từ đó cho nguồn cảm hứng để chị sáng tác nên bài thơ này. Trước khi Sóng được ra đời, Xuân Quỳnh đã phải nếm trải những đổ vỡ trong tình yêu. Và đây là bài thơ tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh và phong cách thơ ca Xuân Quỳnh. Tác phẩm được in trong tập Hoa Dọc Chiến Hào, xuất bản năm 1968. Chúc các bạn thành công!